Các bác chị thân mến, hiện tại em Khánh đang có mặt tại Dân Hòa đúng không ạ? Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội, và vừa rồi là đo đạc nghiệm thu cho anh Giai tại đây. Anh tên là Hiệp đúng không anh? Đúng rồi. Thì anh có thể chia sẻ một xíu tất cả anh chị em biết rằng là anh cảm nhận của anh như thế nào về đội thợ của em thi công trần gỗ gia đình nhà mình anh. Nhận xét thực tế nhá, có gì anh cứ góp ý cho bọn em. Vì làm rất là chất liệu gỗ là mình thấy là cảm tưởng là rất ok, màu sơn. Dạ vâng. Cả cái hoa văn các thứ rất là đẹp. Cả anh em thợ làm là rất chu đáo. Dạ vâng. Cả là làm nhiệt tình. Dạ vâng. Mà làm hết mình luôn. Dạ vâng, dạ vâng. Mong sao là lần sau là làm chung cái nhà nữa này. Còn giới thiệu với bạn bè làm chứ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Một mình. Thứ nhất là em cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng là anh luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên không gian đẹp như thế này. Các bác chị thân mến là đây là siêu phẩm trần gỗ xoan, mẫu trần là mẫu trần 2 cấp các bác nhá. Đó. Thì bây giờ anh em chuẩn bị về trong đêm. Bây giờ chính xác là mấy giờ ở Chiến? Để làm Chiến chạy trốn. 10:51 coi như là 11:00 đêm. 11:00 đêm rồi. Đó, thế cảm ơn tất cả các bác anh em rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều.